quý thầy cô, dưới đây là bản demo giáo án môn sinh học lớp 12 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình, chúng ta có thể thấy giáo án của chương 2 tương tác giữa kiểu gene với môi trường và thành tựu chọn giống. Bài 10, mối quan hệ giữa kiểu gene, kiểu hình, môi trường. Nội dung giáo án sẽ có những phần như sau. Đây là giáo án của chương 2. Những bài còn lại trong chương trình môn sinh học lớp 12, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo đều được soạn chi tiết đầy đủ theo mẫu như trên. Giáo án khi tải về là giáo án bản bút, do đó thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa. Để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết Nối Tri Thức, Chân Trời Sáng Tạo và Cánh Diều, cũng như có đủ tài liệu giảng dạy từ cấp 1 tới cấp 3. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.